Á vương quốc dưới đại dương nhé. Viên ngọc trai quý báu. Nó biến thành một em bé eo 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 nè. Làm đuôi từ đất sét. Các chiếc vây cá. Tóc đỏ. Em bé Ariel đã sẵn sàng để đi khám phá. Mẹ và con gái đang đi dạo trên biển. Mẹ ơi, bạn sứa kìa. Chúng ta cần cứu bạn ấy. Nguy hiểm đó. Ô không, con bị kẹt rồi. Mẹ sẽ cứu con. Ô không, Athena cũng bị dính bẫy cá mất rồi. Chiếc lưới kéo nữ hoàng lên mặt nước. Làm sao để cứu mẹ đây? Đường về nhà ở đâu nhỉ? Cẩn thận, có con cá lồng đèn kìa. À, cứu. Bắt được rồi nha. Hắn sẽ không tìm được mình trong chiếc vỏ sò này. Em ấy sẽ sống sót thế nào khi không có ba mẹ đây? Giao hàng đi. Nặng hình chú cá. Nắn kỹ lại các chi tiết bằng công cụ tạo hình. Các chiếc vây nhỏ. Tô màu. Em bé Founder sẽ giúp đỡ bé tiên cá. Ariel đã lớn hơn rồi. Wow, phao cứu sinh nè. Nó sẽ là thắt lưng mới của mình. Ô, cá mập. Cậu là ai? Tớ là Flounder. Sao cậu thét lên ghê thế? Mấy tình cá to làm tớ sợ. Hay là tụi mình sống chung với nhau đi. Tớ sẽ làm bảo mẫu của cậu nha. Chúng ta sẽ chải tóc cho cậu. Cậu ngủ ở đâu vậy? Trên cát á? Không tốt tí nào. Tớ có cách này nè. Thoải mái quá đi. Đi ngủ thôi. Tớ đọc truyện cho cậu nha. Nhưng Trayan đâu rồi nhỉ? Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Mở vỏ sò ra nào. Một tí đất sét. Tạo phần thân. Thêm tí trang trí nha. Tô màu lại cái vỏ còn lại. Cắt hình bóng của nàng tiên cá. Hộp nhạc hoàng gia của Athena. Em yêu à, anh không ngờ luôn á. Chúng ta sẽ làm ba mẹ. Anh vui quá đi. Anh có tí bất ngờ nè. Tặng cho em. Hộp nhạc xinh quá đi. Một kỷ niệm ngọt ngào. Ta nhớ hai mẹ con quá. Lúc này nhà vua chẳng buồn quan tâm đến chiếc hộp nhạc nữa. Hai bạn ấy đang khám phá khu vực mới. Có gì bị kẹt ở đây nè. Tò mò ghê. Để tớ làm sạch chỗ rong biển. Là hộp nhạc nè. Tiếng nhạc hay quá đi. Nghe quen thuộc thật. Ba, mẹ và em bé. Ước gì mình cũng có gia đình như vậy. Ôi trời, có gì đâu mà buồn. Đi tiếp thôi nào. Ok. Cùng nặng một nhân vật mới nha. Nặng phần thân nè. Chiếc lưỡi bé xinh. Dùng sân bóng tô lên nào. Hãy làm quen với Sebastian nha. Mọi người trong vương quốc đều thương tiếc cho sự mất mát người thân của ta. Vua Trayan đáng thương, chúng ta cần an ủi ngài ấy. Thưa bệ hạ, để tôi giúp ngài nhé. Không cần đâu, đều vô ích thôi. Mình có cách rồi, nó chắc chắn sẽ khiến đức vua vui lên. Sebastian đi đến chợ. Đức vua rất thích đồ ăn ngon. Mình cần nguyên liệu tươi. Chỗ tôi bán toàn đồ ngon nhất. Tôi sẽ mua nó. Mình còn cần gì nữa nhỉ? Ariel lớn hơn nữa rồi. Đội mũ lên nào. Cắt lọn tóc giả. Một tí keo nè. Kiểu tóc quá là xinh. Chiếc áo thời thượng. Tô màu lại. Cắt chiếc đuôi. Thêm mấy chỗ chắp vá nha. Chạy chuốt tí nè. Toàn vết bùn bẩn thôi. Ariel nghèo hết đất luôn.
Nàng tiên cá bé nhỏ có một chất giọng tuyệt vời. Làm sao để tụi mình có đồ ăn đây? Hay thử kiếm một tí nhỉ? Chờ tí. Nè, lấy cái vỏ sò này đi. Tụi mình sẽ xin tí tiền. Errol bắt đầu hát. Người qua đường đi ngang qua. Ồ, âm thanh đó từ đâu thế nhỉ? Cậu có tài năng đó nha. Một giọng hát tuyệt vời. Tuyệt thật đó. Nàng tiên cá nhỏ tiếp tục hát với nguồn năng lượng mới. Bài hát yêu thích của mình. Cho cậu nè. Cậu thật hào phóng. Tụi mình có nhiều tiền hơn rồi. Chúng ta có thể ăn uống thỏa thích. Wow, bánh sừng trâu. Cậu khiến tớ nhớ đến ai đó. Athena và Trian. Không phải, tớ là trẻ mồ côi mà. Thật sự rất giống với công chúa. Ariel, mình phải đi thông báo với đức vua. Bệ hạ ơi, hình như thần tìm được con gái của ngài rồi. Thật ư? Ở đâu? Có một cô gái ở quảng trường trông rất giống với công chúa ạ. Hãy làm rỗng cái rương này nha. Thêm tí rong biển. Louder, giúp tụi tớ với. Sẵn sàng chưa? Chưa. Đặt châu báu vào rương nè. Ai sẽ thừa kế hết đống này vậy? Đã sáng rồi à. Thưa công chúa, hãy chấp nhận quyền thừa kế của người. Ariel là công chúa á? Hả? Có nhiều đồ quá à. Là của tớ thật á hả? Mình nên làm gì với nó đi? Bối rối quá à. Tớ sẽ hướng dẫn cho cậu. Thế tớ sẽ là cẩn thận nha. Cậu phải học phép lịch sự chứ. Tất cả mọi thứ đã được viết trong sách. Hãy lau mặt đi đã. Không thể tin được. Cùng chúc Ariel may mắn nha. Tớ cần ngoại hình mới. Chúng ta lau mặt nào. Vẽ mắt trước nè. Rồi vẽ chân mày. Còn kiểu tóc thì sao? Đội chiếc nón nhỏ lên nào. Gắn thêm tóc giả. Tạo kiểu cho nó. Bỏ hết quần áo cũ đi. Sẵn sàng rồi. Dán đuôi làm bằng sequin. Chiếc vảy sang xịn mịn. Kẹp tóc đắt tiền. Ariel trông thật quyến rũ. Nàng tiên cá đang chơi vui vẻ. Ôi da. Ồ không, cây đinh ba của mình. Sao các ngươi dám đối xử với nhà vua như thế hả? Ồ, xin lỗi. Chúng thần không cố ý làm hại ngài đâu ạ. Ngươi, không lẽ là Ariel? Ba, đi thôi, ta sẽ giới thiệu con với mọi người. Ai vậy? Cô ấy thật xinh đẹp mà. Hỡi thần dân, đây chính là Ariel, con gái của ta. Thật tuyệt vời, xin chúc mừng ngài. Công chúa đã trở lại lâu đài. Thật không thể tin được mà. Gia đình đã được đoàn tụ rồi. Chuẩn bị bìa cát tông nha. Phóng to mẫu ra nào. Màu trắng xinh hơn. Dán tí hạt lên nè. Dùng kéo cắt nha. Ariel và Trian. Đặt lên khung vẽ. Dùng ngọc trai trang trí. Một bức tranh lộng lẫy của gia đình hoàng gia. Làm sao để con gái yêu của mình vui lên nhỉ? Bà biết nhảy không ạ? À? Có chứ, lên nhạc đi. Thần sẽ chơi đàn hạt. Mời cha ạ. Một điệu nhảy giữa ba và con gái. Thật cảm động mà. Chúc mừng nhé, mình muốn lưu giữ kỷ niệm này. Mình sẽ vẽ tranh gia đình. Sắp xong rồi. Cho tớ xem thử nha. Xem thoải mái. Món quà của tớ tặng cậu đó. Ta nghĩ nó cũng không quá tệ. Cùng chọn lọ thuốc nha. Nặng hình bạch tuộc. Ấn thành các giác hút. Mắt bằng kim cương giả. Đổ đầy lọ. Lọ thuốc này dùng để làm gì nhỉ? Mắt chạy ra bờ biển. Anh bạn à, sao vậy? Có ai đâu, muốn chơi không nè? Đi bắt khúc gỗ này đi. Nó ở đâu ra vậy? Cuốn con có ai ở đó hả?
Chào, tớ là Ariel. Tớ là Eric, hân hạnh được gặp. Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi. Chờ đã, cậu đi đâu vậy? Ha, à, ước gì mình có thể ở đó lâu hơn. Ta có thể giúp. Thật ư, bà có thể cho tôi đôi chân à? Ta có lọ thuốc này. Uống đi. Liệu cậu ấy có trở thành người không? Ariel, ngồi lên mặt nước. Cậu đến đúng lúc quá đi. Các công chúa đang ở cùng nhau trên bãi biển. Mọi người đều nhảy múa vui vẻ. Ariel, cậu tham gia với tụi mình đi. Ồ, mình thấy không ổn cho lắm. Ariel bị sao kìa, giúp với. Gọi cấp cứu ngay đi. Có chuyện gì với công chúa vậy? Lấy hộp màu vàng nha. Dùng các que. Giao hàng tới đây. Cảm ơn đã giúp đỡ. Nhào slam. Đổ vô bể cá. Chuẩn bị sợi dây. Nhúng nó vào nước. Chỉ dành cho nàng tiên cá bị mất nước. Phòng này đã sẵn sàng. Đưa cô ấy lên giường đi. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Thật không may, không còn mạch nữa. Phải làm sao đây? Mọi người, nhớ nhấn like để giúp Ariel sớm tỉnh lại nha. Dùng mặt nạ dưỡng khí thử. Không có tác dụng rồi. Làm ơn nghĩ cách gì đi. Không thể, làm ơn đi mà. Mình có ý này. Bác sĩ mang mặt nạ nước đến. Mạch cô nàng đã đập trở lại rồi. Lấy khuôn silicone nha. Đợi nó khô lại. Rồi gắn chân vô. Mình cần dùng thêm san hô. Và một ít rong biển. Trông thật tuyệt. Cửa hàng ống nước của Mario. Tụi mình muốn mua chiếc bồn tắm đẹp nhất. Vậy thì các cậu đến đúng nơi rồi đây. Cái này thấy sao hả? Nhỏ quá à. Vậy cái này chắc phù hợp cho cậu ha. Rất rộng rãi. Chỉ có một cái. Độc quyền đó nha. Cha, mình mua nó đi. Đổ đầy nước vào. Mau tỉnh lại nha. Biển biểu quyết. Lấy một ít ngọc trai. Gắn lên tay cầm. Phán quyết sẽ rất công bằng. Đây rồi Elsa. Phew, mình tới được buổi casting rồi. Có thể bắt đầu thôi. Ban giám khảo bao gồm những người bạn thân nhất của Ariel. Mình là người đầu tiên hả? Cậu chuẩn bị gì cho Ariel vậy? Hoa và một bài thơ tình. Bầu chọn đi các cô gái. Hai phiếu thuận. Còn mình phản đối. Được rồi, những người khác có thể gặp may hơn. Các quý cô, ta là ngôi sao của những bữa tiệc. Không cô gái nào có thể cưỡng lại trước màn trình diễn của ta. Không, tất cả đều phản đối. Vô vị mà. Xin chào các quý cô. Cậu chuẩn bị gì vậy? Một bó hoa và viên ngọc trai đẹp nhất từ biển cả. Câu trả lời của mình là có. Mình ủng hộ. Cậu đã thắng. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Mình sẽ đi cứu Ariel. Gấp vải nhung lại. Dùng đệm tổng hợp vô trong. Trang trí tua rua cho gối. Thêm đôi giày. Và chi tiết trang trí bằng đá. Phong cách tuyệt vời cho công chúa. Nàng công chúa vẫn còn ngủ. Các cậu ơi, mình dẫn hoàng tử đến đây.
chút may mắn. Ariel à, anh mong nụ hôn của anh có thể giúp em tỉnh lại. Không có gì. Em định ngủ mãi sao? Nhìn kìa, đuôi của Ariel biến thành đôi chân rồi. Cái gì? Sao có thể được chứ? Ariel, em tỉnh rồi. Ô, tình yêu của em. Kỳ lạ quá. Cẩn thận đó. Mình có quà cho cậu nè. Ariel được cứu rồi. Hoan hô. Mình lấy một cái hộp, quấn lại bằng dây bệnh, thêm viền đen, cắt dép que nha. Nhiều đồ ngọt quá. Của cậu đây, Eric. Mình sẽ khiến Ariel hạnh phúc. Hoàng tử sắp xếp buổi hẹn hò bất ngờ. Anh lãng mạn quá à. Bữa hẹn thật tuyệt. Vì có em ở đây với anh, tay họ chạm vào nhau. Đã đến lúc khởi động. Cuốn con đi chơi đi. Bé cuốn chạy ra đường. Phía trước có xe ngựa. Ta thật hoàn hảo. Max, dừng lại. Chờ đã. Cổ xe bị trượt rồi. Ariel, để anh đưa em tới bệnh viện. Giúp với Lalilu ơi. Tội nghiệp quá. Lấy tờ khăn ăn nha. Chuẩn bị bột. Trộn đều. Cố lên nha công chúa. Mình về nhà thôi. Em yêu, anh nên mang gì cho em? Em muốn ăn vặt. Anh sẽ quay lại ngay. Tự nhiên nha em yêu. Eric ơi, anh đây em. Em buồn quá à. Anh đọc sách cho em nghe đi. Được chứ. Cách đây rất lâu. Cô nàng ngủ quên. Vậy là cuối cùng mình cũng được nghỉ rồi. Ha. Em không có ngủ nha. Chân của em. Chuyện gì? Chân em đau à? Hôm nay là ngày tháo bột nè. Để anh đưa bác sĩ tới. Kiểm tra xem. Mọi thứ đều ổn cả. Cô ấy đã khỏe. Vậy có thể lại hẹn hò rồi. Lấy khung hình cũ nha. Đổi màu nào. Mạ vàng cắt mặt. Gắn đệm mềm mại. Chiếc thuyền hoàn hảo cho những cặp đôi yêu nhau. Cặp đôi tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Ở đâu? À, là mông biển. Mình sẽ lấy nhẫn. Im lặng đi Max. Thời tiết thật đẹp đúng không? Eric, anh đâu rồi? Em yêu, đồng ý lấy anh nha. Chà, bất ngờ quá à. Nhẫn đẹp quá đi. Và bây giờ là nụ hôn của tình yêu đích thực. Ồ, lại tới chú cuốn rồi. Cùng trang điểm cho cô dâu nha. Chọn gì đây ta? Lấy số đo nào. May cắt mẫu lại. Trang trí bằng ruy băng. Khăn che mặt cho cô dâu. Và chiếc vương miện nữa. Ngày ấy đã đến. Cặp đôi của chúng ta đang đứng trước bàn thờ. Hai con có đồng ý trở thành vợ chồng hay không? Dạ có. Tình yêu này là mãi mãi. Đánh dấu sự gắn kết bằng một nụ hôn. Tụi mình đang đợi bó hoa của cô dâu đây. Sẵn sàng chưa? Mình ném nha. Cậu sẽ chọn ai? À à, tối nay cậu có rảnh hay không? Ô không, Rapunzel cầm cái này đi nè. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Niềm vui vẫn cứ tiếp tục. Cùng đến biển ngắm nào. Eric và Ariel đang đi dạo ở biển. Không thể tin được, chúng mình có con rồi.
em nhớ biển quá. Bye bye. Em có đuôi lại rồi nè. Phép màu, nàng tiên cá đã sẵn sàng cho các con của cô ấy. Cha, anh làm ba rồi nè. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Ba ơi, bơi cùng chúng con đi. Lalelu sẽ giúp Eric thành chàng tiên cá. Đừng lo, có đuôi tuyệt lắm đó nha. Vải satin là thứ chúng mình cần. May phần đuôi lại. Thiếu vây rồi. Nhân bản phần đuôi. Kim tuyến lấp lánh. Eric có thể tự chăm con dưới nước nè. Cha, anh thấy sao? Lạ quá. Lúc này á, các bé vui đùa dưới nước. Ba ơi, cùng bơi nha. Để ba thử. Ướt, ba kẹt rồi. À, tảng đá. Ừ, làm sao đây ta? Cùng nhau làm nào, em sẽ chỉ cho anh. Chà, khó ghê. Tin anh. Okay. Anh học nhanh lắm cho mà xem. Xốp màu hồng. Vẽ hình dáng san hô. Tách ra nha. Mài các cạnh. Ồ, nhìn kìa. San hô to lớn mọc lên kìa. Màu xanh. Xinh quá đi. Lắp phần nắp. Nặng rất nặng nha. Vỏ sò nè. Chăn mềm. Gắn dây vào. Mỏ neo để bạn không bị trôi đi nè. Chiếc nôi biển này rất thích hợp cho các bạn nàng tiên cá. Ariel đang chăm các bé. Ngủ ngon. Em yêu, mình đi hẹn hò đi. Chà, không ngờ luôn á. Để con một mình luôn hả anh? Ông Trayan sẽ thay mình mà. Phải không ông? Ừ, tất nhiên rồi. Ông thích ngồi với các cháu của ông lắm. Bye. Ngủ ngon nào. Hãy để ông ẵm các cháu lên nôi nha. Ông kể chuyện cổ tích cho các cháu nghe. Vừa quay đi thì cái nôi cũng bay đi luôn. Ồ, có chuyện gì thế? Sóng dập. Trayan vẫy cây đinh ba và chiếc nôi được móc vào trong mỏ neo. Ồ, các cháu của ông có thể ngủ ngon rồi. Cùng tắm cho các bé nào. Làm khô tóc. Đôi mắt hài hước. Thêm khối. Đáng yêu chưa nè. Đến lúc thay đổi rồi. Chiếc đuôi biến mất. Vẽ phát chiếc đuôi. Đỏ lấp lánh với màu vàng. Nàng tiên cá và anh trai của cô đúng là năng động lắm nè. Cặp đôi quậy phá bơi khắp mọi nẻo biển xa tít. Cha, Bezos ơi, nhìn nè, câu trượt kia. Anh trước. Đến lượt em. À, vui quá à. À, chào cá bơn nha. Sao vậy hả? Này các con, bơi qua bên này nè. Bơi xa ra, nhanh nào. Mọi người đều trốn. Anh đến tìm đây. Xin lỗi Sebastian nha, tự nhiên bị dọa sợ. Trốn tìm thôi mà. Có gì lấp lánh kìa. Chà, chúng mình phải lấy cái này. Nhìn xem anh nhặt được gì nè. Thú vị ghê. Mẹ em cũng tìm được thứ như vậy đó. Quá khứ lặp lại. Mở tấm bìa này ra. Vẽ hình chiếc khung. Không đủ trang trí rồi. Điểm bằng vỏ sò nào. Ngọc trai lấp lánh. Làm thành tấm hình gia phả nào. Chân dung tuyệt vời. Chiếc khung này sẽ lưu lại những kỷ niệm ấm áp bên nhau. Thảm cỏ dưới nước đang nhộn nhịp. Các cháu chắc đang nghĩ quà để tặng cho ông. Có nhiều vỏ sò dưới vây mình chưa kìa. Mình nhặt lại đi anh.
xong rồi. Anh thấy sợi dây nè. Cùng làm khung ảnh gia đình cho ông nha. Món quà này sẽ tuyệt lắm đó. Melody, Beatrice, các con đâu rồi? Dạ đây ạ. Cái này cho ông hả? Đáng yêu thế nhỉ. Wow. Cùng mang cho ông thôi nào. Hội trường lễ hội đã sẵn sàng ăn mừng. Các bé đang chờ ông. Đừng có tì hí nha. Cẩn thận nha, san hô kìa. Ngạc nhiên chưa? Wow. Chúc mừng sinh nhật ông. Chà, đây chính là gia đình nè. Đúng là món quà tuyệt vời. Các cháu yêu dấu của ông ư? Giỏi lắm. Yes. Sinh nhật thành công mỹ mãn. Ông vui lắm. Và chúng mình sẽ làm áo quần nha. Chiếc áo làm từ giấy xốp vàng lấp lánh. Này, còn đuôi thì sao? Làm chiếc đuôi từ vải đính kim sa. Thêm thắt lưng. Đính vải voan là xong cho trang phục rồi. Có nhiều ngọc trai lấp lánh đính quanh. Nhưng em có cô nàng đâu. Symphony, em đã xong chưa? Dạ rồi, chị đẹp quá à. Em cũng vậy. Mình làm gì bây giờ? Thử vận may nào. Symphony làm trước. Nó ở đâu nào, ai biết không? Cái này. Ủa, mình không đoán đúng rồi. Đến lượt của chị rồi đó. Symphony có thể đoán được ngay từ lần đầu. Yeah. Con đang chơi trò gì vậy? Ba mong là không làm phiền các con. Giúp ba tìm sợi dây chuyền yêu thích nha. Vâng ạ, chúng con sẽ tìm nó. Các cô nàng tìm khắp mọi nơi. Không có ở đây. Nó đâu rồi ta? Nó đây rồi. Symphony tìm thấy trước. Nhưng cô nàng lại đưa cho Melody. Để cho cô nàng đừng buồn. Ồ, sợi dây chuyền đây rồi. Ba. Cảm ơn con. Ba không thể tìm nếu không có con. Trên bãi biển có nhiều viên đá quá đi. Viên này được nè. Lấy thêm vài chiếc vỏ sò. Gắn chúng lại với nhau. Trang trí thêm bộ trống với cây xanh và rong biển. Đá biển có thể dùng trang trí. Đánh trống nào. Wow, bản nhạc của Flounder. Hoan hô. Trong khi Melody đang đi dạo với bạn cá, bạn có Symphony đến. Họ có nhóm nhạc riêng của mình. Mình sẽ diễn tập một chút. Một cô nàng thổi chiếc vỏ sò. Anh chàng kia chơi guitar. Và Symphony thì đang chơi trống. Bạn tuyệt quá đi. Chị thử nha. Vâng, được chứ. Melody lấy que đánh trống. Nhưng úp, một chiếc trống bị hư và que trống gãy rồi. Xin lỗi. Không sao, còn rất nhiều vỏ sò xung quanh mà. Chắc là mình sẽ thử chơi guitar. Ồ, dây bị đứt rồi. Không sao, nó hay bị đứt lắm. Chị có thể chơi thế này. Lấy quả lắc đi. Được rồi này. Melody thành một phần của ban nhạc. Chúng mình rất mong chờ buổi biểu diễn dưới nước này. Có vài chiếc vỏ sò hiếm trong rương. Sơn màu trắng. Thêm vàng. Boom. Thêm kim tuyến. Gắn chúng lại vào chiếc khoen ở giữa. Thêm dây chuyền. Và gắn móc gài vào. Đã đến lúc bắt đầu giải đấu gia đình rồi. Chúng mình sẽ đua cá ngựa. Mình thích cưỡi ngựa. Melody và Symphony đang đi đến vạch xuất phát. Chúc may mắn các cháu. Chuẩn bị nào. Bắt đầu. Các cô nàng đi trước. Họ rất gần nhau. Nhưng đột nhiên cá ngựa của Symphony bắt đầu phi nhanh hơn. Đánh bại Melody. Hoàn thành. Mình đã thật sự chiến thắng rồi sao? Xin chúc mừng em gái. Bố mẹ đến chúc mừng con gái họ. Ông Tryon cùng tham gia. Con đưa mang giải thưởng ra nào.
Dây chuyền này được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác cho những người chiến thắng đó. Nó là của bạn, xin chúc mừng nha. Mình không cần nó. Symphony tách mặt dây chuyền ra làm đôi vì chị gái cô ấy cũng đua rất giỏi. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn em, xin chúc mừng. Nuôi nó nào. Wow, chiếc chai sẽ biến thành một chiếc tàu ngầm bị chìm. Bam, quả cầu nhựa vỡ ra. Thêm hộp đựng phía trên và khối xốp cho phần bên dưới. Cắt ra vài chiếc vây, gắn chúng vào các cạnh bên. Tô sơn acrylic gắn lên. Lặn nào. Chiếc tàu ngầm biến thành màu vàng. Dùng dải giấy xốp để cố định các phần được dán vào. Làm cửa sổ tròn. Gắn chốt khóa cửa. Trang trí chiếc tàu với hạt vườn kim loại. Một phần của ống hút sẽ đặt ở cửa hầm trên cùng. Thêm cánh quạt. Nó đã chìm dưới đáy biển bao lâu rồi ta? Mình không biết nữa. Chiếc tàu ngầm bị bao phủ bởi bùn và rêu. Rauder, sao bạn đến đây vậy? Anh chàng thích tìm đồ vật bị thất lạc. Đã đến lúc để đi phiêu lưu rồi. Đúng là viên ngọc trai đẹp mà. Chúng có rất nhiều ở dưới đáy biển. Có cái gì mới đây? Một chiếc tàu ngầm bị chìm nè. Làm sao để vào trong được ta? Lỗ thông hơi rất khó để mở. Hãy đi nghiên cứu bên trong nào. Nhưng một luồng gió mạnh đã đóng cửa. Kẹt rồi. Cứu với. Sebastian, mình ở đây nè. Nhưng anh chàng không đủ mạnh để cứu cô công chúa nhỏ. Bạn chờ chút nha. Cắt tăm và dán chúng lên đũa. Sơn màu xanh. Là mũi của cá răng cưa sao? Biến hộp nhựa thành phần thân cá. Thêm vây và đuôi cá. Phủ lên màu xanh. Gắn phần răng cưa. Thêm kim tuyến, kim sa và vây sắc nhọn. Biển đôi lúc có vài sinh vật kỳ lạ. May mắn thay, Melody đã đến nơi. Nó không di chuyển. Đừng hoảng sợ nữa, để chị nghĩ cách khác nào. Có lẽ mình sẽ dùng cái này. Nhưng nó không đủ mạnh. Chúng ta cần tìm thứ gì đó mạnh hơn. Cá răng cưa. Giúp mình với. Mình sẽ nhận được gì đây? Còn kẹo thì sao? Hoàn hảo. Đi nào. Một vài chuyển động và Symphony lại được tự do. Em ổn chứ? Vâng, cảm ơn chị nhiều. Làm tốt lắm nhóc con, ăn kẹo nào. Cuộc phiêu lưu kết thúc tốt đẹp. Làm hình vòng cung từ dây thép. Quấn quanh dây ribbon vàng. Trang trí với vài chi tiết nhựa. Vương miệng đã xong rồi nè. Cố định đế của đinh ba vào phần tay cầm bằng gỗ. Sơn màu vàng và quấn quanh một sợi dây. Rắc kim tuyến lên phần đầu. Thêm đá đính. Voila! Biểu tượng của quyền lực hoàng gia được hoàn thiện. Ryan bơi đến chiếc tàu ngầm bị chìm để giúp cháu của mình. Melody, Symphony, ông đã tìm kiếm cháu ở khắp mọi nơi. Chúng cháu tìm ra cách. Nó không dễ dàng, nhưng là cuộc phiêu lưu thật sự ạ.
Hãy cẩn thận, ông từng giống như cháu khi ông ở tuổi của cháu. Về nhà thôi. Trayon mời các cháu vào phòng nhai vàng. Ông muốn khen Melody về sự dũng cảm và tư duy nhanh nhạy của cháu. Cháu của ông có thể giúp mọi người. Cháu xứng đáng được lên ngôi và làm thế giới dưới nước trở nên tốt đẹp hơn. Cháu rất vinh dự. Xin chúc mừng chị gái. Ba mẹ rất vui với con gái của họ. Cả hai đều tìm thấy nơi hoàn hảo của mình ở dưới mặt nước.